Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội. Khi phát hiện tin giả tin sai sự thật, cần chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, phù hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả tin sai sự thật, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp người dân cần tỉnh táo không chia sẻ phát tán các tin giả tin không chính thống trên mạng xã hội